Tại Hà Nội, hôm nay Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 2021, công tác bình chọn, tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu được các cấp tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Cấp trên trực tiếp cơ sở có gần 2.000 gương mặt trẻ tiêu biểu, cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có 318 đồng chí được tuyên dương. Thông qua quy trình thẩm định, đánh giá, Hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 36 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Trong đó có 2 đồng chí được bình chọn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 1 đồng chí là gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương thành tích công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội được triển khai sâu rộng với nội dung hình thức phong phú, đồng thời đề nghị các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh hôm nay tuyệt đối không được thỏa mãn dừng lại, phải tiếp tục phấn đấu phát huy, giữ vững và nêu gương vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ quân đội, phát huy tài năng, sức trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ở đâu có hoạt động quân sự quốc phòng, ở đó có hoạt động của tuổi trẻ quân đội. Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, càng có sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ toàn quân.